lựa chọn rượu vang hàng đầu cho tôm hùm. Khi nói đến rượu vang, tôm hùm có thể là một sự kết hợp khá phức tạp. Thịt của nó được biết đến là tương đối bùi và hơi ngọt. Vậy, loại rượu vang nào sẽ phù hợp với tôm hùm? Để cùng tìm hiểu thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video của rượu ngon nhé! Loại rượu số 1 để kết hợp với tôm hùm là Chardonnay ủ trong thùng gỗ sồi. Các đặc điểm khẩu vị của hầu hết các loại rượu vang Chardonnay quốc tế, cho dù chúng đến từ Burgundy hay California, Chile hay là Australia, Chardonnay thường làm nổi bật sắc thái cam quýt đặc trưng riêng của nó, cả trong thành phần hương thơm và hương vị chanh vàng và đôi khi là bưởi. Nhiều loại Chardonnay được ủ trong thùng gỗ rồi và trải qua quá trình lên men malolactic, cả hai quá trình này sẽ mang lại hương bơ đậm đà cho rượu. Thành phần hương thơm và hương vị của bơ trong Chardonnay bổ sung cho việc kết hợp nước sốt làm từ bơ và kem thường đi kèm với công thức nấu tôm hùm. Điều này mang lại sự đối xứng và hương vị hấp dẫn về mặt lý tưởng và kết cấu. Còn đối với Chardonnay không được ủ trong thùng gỗ rồi của vùng Chablis thì có thể kết hợp được với các món chế biến tươi hơn. Các loại rượu vang trắng khác dành cho tôm hùm. Trong khi Chardonnay dành cho tôm hùm với các món ăn cổ điển dễ kết hợp, có những loại vang trắng khác sẽ gây ấn tượng với công thức nấu ăn khác. Ví dụ, vị cay thơm nồng của Gewürztraminer Terminer đặc biệt sẽ hợp với tôm hùm nướng. Mang vị cam quýt theo phong cách mùa hè của Pinot Grigio sẽ kết hợp hoàn hảo với các món tôm hùm sốt chanh. Rượu Viognier của thung lũng Loire sẽ tạo nên một sự kết hợp đáng chú ý với tôm hùm được tẩm một chút gia vị, ví dụ như là cà ri hoặc là gia vị châu Á. Vị ngọt nhẹ của rượu sẽ làm dịu đi sức nóng của gia vị và làm nổi bật vị ngọt của thịt tôm hùm. Vừa rồi là những thông tin về lựa chọn rượu vang hàng đầu cho tôm hùm. Và các bạn hãy cùng theo dõi rượu ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.